Chào các bạn đã đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Khi đang bơi trên biển, nếu không chú ý uống vào một ngụm nước, ta sẽ thấy nó vừa mặn, vừa chát, hoàn toàn khác với nước máy, nước sông, nước giếng. Vì sao nước biển lại mặn? Nước biển là một hỗn hợp phức tạp của các loại muối khoáng và hợp chất từ xác sinh vật biển bị phân hủy. Hầu hết muối khoáng trên đại dương được tích tụ dần dần. Đây là kết quả từ các quá trình làm nguội magma, nham thạch trên vỏ trái đất bởi phong hóa và xói mòn. Khi núi được hình thành, nước mưa, các dòng suối đã mang các loại khoáng chất từ trên đất liền đổ ra biển và tích tụ dần thành một lượng lớn như ngày nay. Một số loại muối trong đại dương cũng có nguồn gốc từ trong đá và các trầm tích bên dưới đáy biển. Một nguồn muối khác của đại dương là từ các loại chất rắn và khí thoát ra khỏi vỏ trái đất bằng các miệng núi lửa. Núi lửa sẽ mang các loại hợp chất bên trong lòng trái đất thoát ra bên ngoài và tích tụ lại trong đại dương. Nếu nước ngọt chảy ra biển, vậy tại sao nước biển vẫn mặn? Lượng nước ngọt từ sông Amazon, Mississippi, Mekong ngày đêm đều tuôn đổ ra Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, và tất cả nước biển đều mặn. Tại sao nước trong đại dương không bị dòng nước ngọt làm loãng ra? Lý do vị mặn của đại dương là kết quả của nhiều quá trình tự nhiên. Lượng muối bên trong đại dương chỉ là một trong những yếu tố tạo nên vị mặn này. Vào lúc ban đầu, biển cổ đại chỉ có chứa một lượng nhỏ muối và chưa đạt được độ mặn như ngày nay. Nhưng sau khi những cơn mưa đầu tiên xối xuống trái đất vào hàng trăm triệu năm trước, dòng nước đã phá vỡ các lớp địa chất và vận chuyển những loại khoáng sản ra biển. Kể từ đó, đại dương bắt đầu dần dần mặn hơn. Người ta ước tính rằng những con sông và suối từ Mỹ chảy ra biển hàng năm đã mang theo khoảng 225 triệu tấn chất rắn hòa tan và 523 triệu tấn trầm tích để cung cấp cho đại dương. Theo ước tính, tất cả các con sông trên thế giới đã mang theo 4 tỷ tấn muối khoáng hòa tan ra biển mỗi năm. Lượng muối này sẽ nằm lại dưới đáy đại dương và dần hình thành nên những lớp trầm tích mới. Nói cách khác, lượng muối đi vào và đi ra tất cả các đại dương trên trái đất hiện tại luôn được cân bằng. Độ muối trong nước biển được định nghĩa là tổng lượng các chất hòa tan chứa trong 1 kg nước biển. Trên toàn thế giới, độ mặn trung bình của nước biển là khoảng 35 phần nghìn, có nghĩa là trong 1 kg nước biển có 35 gram muối. Vùng biển có độ mặn nhất khoảng 40 phần nghìn, thuộc về Biển Đỏ và khu vực Vịnh Ba Tư. Đây là hai khu vực có tốc độ bay hơi của nước biển cao nhất. So sánh giữa các đại dương lớn với nhau, Đại Tây Dương có mức độ mặn của nước biển lớn nhất, với độ mặn trung bình vào khoảng 37,9 phần nghìn. Nơi có độ mặn của nước biển thấp nhất thuộc về khu vực biển Bắc Cực và Nam Cực. Nguyên nhân đây là khu vực có nhiệt độ thấp, hơn nữa, nước biển luôn được pha loãng bởi băng tan chảy và mưa liên tục. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Oh!